Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự. Cãi nhau vì ông xã không chịu ra ở riêng. Tôi tưởng bị nhà chồng mắng, nhưng không ngờ bố chồng lại nói câu này. Hay chuyện tôi muốn ra ở riêng, mẹ chồng nhìn tôi trên gương mặt lộ ra tia không vui, những tưởng sẽ bị bố chồng mắng cho một trận. Nhưng không ngờ sau một hồi trầm ngâm, bố chồng lại nói như thế này. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và chồng bằng tuổi, yêu nhau từ hồi học đại học. Anh là dân thành phố, bố mẹ đều là giáo viên về hưu. Còn tôi là dân tỉnh lẻ ra thành phố học đại học. Vì ở trong thành phố nên trước cưới tôi thường xuyên qua nhà anh ăn cơm. Bố mẹ anh rất hiền và thoải mái nên tôi không cảm thấy áp lực chút nào cả. Trước khi cưới, tôi từng hỏi anh về chuyện có nên mua nhà ra ở riêng sau khi kết hôn hay không. Nhưng anh lại tỏ vẻ khó chịu. Mua nhà kiểu gì đây? Nhà anh rộng như vậy, chị gái đã đi lấy chồng, chỉ còn mỗi mình anh, trước sau gì nhà đó cũng để lại cho hai vợ chồng mình ở, ra ngoài làm gì cho tốn kém. Tôi cảm thấy không vui nhưng không thể hiện ra được, bởi vì lúc ấy tài chánh của chúng tôi vào thời điểm đó quả thực không đủ để mua một căn chung cư nho nhỏ. 3 năm sau khi ra trường, khi sự nghiệp đã ổn định, tôi và anh mới tiến đến hôn nhân. Nhà chồng cho tôi 3 cây vàng, bố mẹ ruột cũng cho tôi 4 cây vàng để hai vợ chồng có vốn làm ăn sau này. Rồi cả tiền mừng cưới, tất cả đều do tôi cầm. Với khoản tiền tiết kiệm trước cưới của hai vợ chồng, tôi cảm thấy cũng hòm hòm để mua được một căn nhà trả góp. Nhưng vì mới cưới nên tôi không dám khơi lại chuyện cũ với chồng. Đành sống chung với bố mẹ chồng 1 năm rồi sẽ bàn với chồng sau. Thực ra bố mẹ chồng tôi rất dễ tính, nhưng tôi vẫn muốn có một căn nhà riêng đứng tên của hai vợ chồng. Một năm sau khi cưới, tôi lại bàn với chồng về chuyện mua nhà ra ở riêng. Chồng tôi tức giận khi nghe điều này, anh trách tôi sướng không biết đường mà hưởng, đòi hỏi vô lý. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau rất to. Bố mẹ chồng nghe thấy chúng tôi cãi nhau liền chạy đến hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Như với được đồng minh, chồng tôi nhanh nhảu mắc tội tôi với bố mẹ chồng. Hay chuyện tôi muốn ra ở riêng, mẹ chồng nhìn tôi, trên mặt lộ ra một tia không vui. Những tưởng sẽ bị bố mẹ chồng mắng cho một trận. Nhưng không ngờ sau một hồi trầm ngâm thì bố chồng bình tĩnh nói: bố đồng ý cho các con mua nhà ra ở riêng. Mẹ chồng tôi và cả tôi đều bàng hoàng kinh ngạc, cùng nhau đưa mắt nhìn bố chồng. Bố mỉm cười ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi nghiêm túc nói lý do. Đầu tiên bố hỏi chồng tôi: sở dĩ con không muốn dọn ra riêng là vì ở nhà không phải làm gì, có bố mẹ lo toan hết tất cả rồi phải không? Ông xã gật đầu thừa nhận. Bố lại ôn tồn nói tiếp: con đã lớn rồi mà mọi thứ vẫn dựa dẫm vào mẹ con, điều này không tốt cho con một chút nào. Thế thì con sẽ mãi không trưởng thành được. Con đã lấy vợ rồi, phải học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình, học cách làm chồng và học cách làm cha. Sau đó, bố chồng quay sang tôi nói tiếp: bố hiểu tại sao con lại muốn ra riêng. Dù nơi này có tốt đến đâu, thì đây cũng là nhà của bố mẹ. Có lẽ con cảm thấy mình như một vị khách trong nhà, vì mọi cái cây, mọi vật dụng ở đây đều bày trí theo sở thích của mẹ chồng con. Với lại, hai đứa cũng sẽ không có nhiều không gian riêng tư dành cho nhau, phải giữ ý giữ tứ trước mặt bố mẹ nhiều, nên con cảm thấy không được thoải mái lắm, là một điều dễ hiểu mà thôi. Rồi bố chồng quay sang giải thích thêm với mẹ: thật ra con dâu muốn dọn ra ở riêng không phải là ghét bỏ hay có thành kiến gì với chúng ta, chẳng qua là con bé muốn có một tổ ấm riêng cho mình mà thôi. Hơn nữa, con dâu cũng có cha sinh mẹ đẻ. Nếu như ở chung với chúng ta như thế này thì ông bà tham gia đến thăm con gái cũng không tiện. Nếu như con cái có thể sống hòa thuận với bố mẹ thì đương nhiên là chuyện rất tốt.
nhưng mà mọi người một tính, ở chung với nhau khó tránh khỏi những xích mích. Thôi thì để các con ra ở riêng cho thoải mái bà à. Mẹ chồng trầm ngâm rồi gật đầu, nét mặt bỗng giãn ra. Cuối cùng, bố chồng quyết định hôm sau sẽ dẫn vợ chồng tôi đi xem nhà luôn. Tiền còn thiếu bao nhiêu thì bố mẹ sẽ cho thêm. Chúng tôi không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bên cạnh đó, bố chồng cũng dặn dò hai vợ chồng. Ra riêng rồi nhưng vẫn phải thường xuyên về thăm ông bà. Những lời nói của bố chồng khiến tôi rơi nước mắt. Ông đã nói ra gần hết những gì mà tôi giấu kín trong lòng. Ông xã thì khác, anh nhìn bố mẹ rồi quay sang nhìn tôi với thái độ vẫn còn bực dọc lắm. Anh nói, quyết định thế hả, không cần thông qua ý kiến của anh luôn à. Lúc này tôi mới dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Anh có biết tại sao em muốn dọn ra ở riêng không? Từ khi kết hôn đến nay, em thấy anh quá lười, đến độ đồ bẩn thay ra cũng không cho vào chậu hay cho vào máy giặt để mà giặt. Nhà ở cũng chẳng quét, vì anh luôn nghĩ sẽ có người thay anh làm tất cả. Em sợ cứ như vậy thì anh sẽ thành một thói hư mất. Sau này anh cũng sẽ không đỡ đần em chăm sóc con cái. Sống chung trước mặt bố mẹ, em không dám nhờ anh làm cái này, làm cái kia vì sợ mẹ sẽ khó chịu. Nhưng rồi bố mẹ cũng phải già đi, anh cứ ỷ lại như vậy thì lúc đó chúng ta phải làm thế nào? Nhưng nếu tách ra thì khác, anh thử lười biếng coi xem em sẽ xử anh như thế nào. Bố mẹ chồng cười phá lên, còn chồng tôi chợt tỉnh ngộ. Anh bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm và cuối cùng phải công nhận những gì tôi và bố chồng tôi nói là đúng. Anh tỏ ý sẽ thay đổi và sẽ trưởng thành hơn. Ngày hôm sau, bố chồng làm theo như đã hứa, dẫn vợ chồng tôi đi xem một căn hộ 3 phòng ngủ cách nhà bố mẹ không xa. Sau đó, tôi đã trang trí lại ngôi nhà theo phong cách mà mình yêu thích. Ngày dọn về nhà mới, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sâu thẳm trong lòng tôi là sự biết ơn vô vàn đối với bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy thật may mắn khi bố mẹ chồng là người thấu tình đạt lý. Họ không áp đặt tôi phải làm cái này cái kia, mà ngược lại rất thông cảm và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại những câu chuyện tâm sự tiếp theo trên kênh YouTube Tasha Trần.